Hello quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ bảy ngày 23 tháng 9 năm 2023, hôm nay cũng nhiều con số 3 quá. Chúc quý vị một ngày cuối tuần an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Thứ bảy mình mặc áo hơi sáng chút xíu cho đời nó vui vẻ quý vị nha, nó tươi sáng chút xíu. Trong phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi này xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Lại một lần nữa, hai bờ eo biển Đài Loan dậy sóng quý vị ơi. Ồ ạt máy bay ném bom của Trung Cộng đã dàn trận địa bao vây Đài Loan, và hàng loạt máy bay đã vượt qua cái đường trung tuyến. Vì sao, tại sao? Nội dung thứ hai, trên cái đất nước Mỹ này đùng một cái hai đảng thôi là người dân Mỹ chịu không nổi rồi, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa thôi là người dân Mỹ chịu không nổi rồi, đúng không? Bây giờ xuất hiện một cái đảng thứ ba, và cái đảng thứ ba này nó đang gây lo ngại cho cả Dân Chủ và cả Cộng Hòa, gây cấn quá. Và nội dung cuối cùng liên quan tới khối mù mịt cả bán đảo Crimea, đặc biệt là cái cây cầu Crimea, làm cho giao thông tê liệt, mọi thứ nó ngừng hoạt động tại nơi này. Vì sao, tại sao? Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ nhé, để bà con cùng nhau cập nhật. Và đừng quên ủng hộ Tony bằng cách là bấm like, viết ra chữ bình luận. Và quý vị nào chưa bấm nút đăng ký, please bấm nút đăng ký để nhận được những cái video mới nhất trong channel của Tony Lê nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, nó liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine. Trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, quân đội Ukraine đã tổng phản công kịch liệt, và họ đã tấn công thẳng vào cái nơi mà họ đã từng tuyên bố để lấy lại từ tay chú Buri, đó là bán đảo Crimea, đặc biệt là cái cây cầu Crimea. Cái cây cầu này là cái niềm tự hào của chú Buri, của nước Nga. Tại vì sau khi mà 2014 chú Buri chiếm được cái bán đảo Crimea, chú đã xây dựng cái cây cầu này từ đất liền nước Nga nối qua cái bán đảo này. Thì trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, quý vị nghe kỹ nha. Đây, trang Kyivstar dẫn nguồn tin cho biết các giới chức của bán đảo Crimea đã ra lệnh ngừng giao thông trên cái cây cầu này. Cái cây cầu này nó có cái tên là cây cầu Kherson, nối liền bán đảo Crimea với đất liền Nga. Tất cả ngừng hoạt động, giao thông tê liệt, và người ta cho biết là cái cầu này đã bị khối mù mịt dày đặc ở cái vùng vịnh Sevastopol. Tức là như thế này, trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, rầm rộ máy bay không người lái của Ukraine đã đột kích vào bán đảo Crimea và tấn công vào bán đảo này và cả luôn cái cây cầu này. Thì hiện tại bây giờ, theo như các giới chức trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết là họ đã bắn hạ được hai máy bay không người lái của Ukraine. Nhưng bên cạnh đó, có hàng loạt máy bay đã đột kích và đã xuyên qua cái hệ thống phòng thủ của chúng Nga, cho nên đã tấn công vào cái cây cầu này, làm cho mọi thứ nó ngừng hoạt động trên cái cây cầu này và giao thông tê liệt. Người dân Nga không đi lại được, khối mù mịt hết quý vị ơi. Hiện tại bây giờ thì chú Putin đang cay đắng tình đời. Chúng ta nói là chúng ta sẽ trả đũa cực gắt cái chuyện này. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Sau đây mình sẽ đi vào một cái nội dung thứ hai, liên quan tới Trung Cộng và Đài Loan. Lại một lần nữa, vào ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết là ít nhất 24 máy bay ném bom của Trung Cộng đã tiến vào cái vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo này. Ok, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết là trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, họ đã phát hiện ra ít nhất 24 máy bay của lực lượng không quân Trung Quốc đã tiến vào cái vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo này, và trong đó có ít nhất 17 máy bay đã ngang nhiên xâm nhập xuyên qua cái đường trung tuyến. Đường trung tuyến là gì? Là cái đường mà nó ngăn chia Đài Loan và Trung Cộng. Nhưng không bao giờ Trung Cộng nó công nhận cái đường này. Không bao giờ nó nói là bên kia là Đài Loan, bên này là Trung Cộng. Trung Cộng nó nói bên nào cũng là của tao,
không có cái chuyện mà cái đường hàng rào ngăn nhà mày và nhà tao gì cả, tại vì mày là của tao mà, làm sao mà ngăn được? No no no, tao không bao giờ tao công nhận cái đường này. Tao muốn đi đâu tao đi, tao vô thẳng vô cái trung tâm của mày luôn cũng được, tao đi qua luôn cái Đài Loan tao lấy luôn cũng được, dân dân và dân. Cho nên vào ngày hôm qua, đường trung tuyến là đường ranh giới trên biển, ngăn chia giữa Trung Cộng và Đài Loan. Tuy nhiên Bắc Kinh không bao giờ công nhận cái đường ranh giới này và liên tục đưa máy bay vượt qua cái đường này và xâm nhập và bao vây Đài Loan. Ok, đây không phải là lần đầu tiên đâu quý vị. Cách đây 1-2 ngày nó đã đưa 103 máy bay và 10 tàu chiến, bây giờ lại thêm 24 máy bay nữa. Thì cũng như chú Tập chú Định nói, Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng thống nhất, kể cả bằng sức mạnh quân sự. Và trong suốt thời gian vừa qua, Bắc Kinh liên tục tăng cường sự hiện diện quân sự quanh hòn đảo Đài Loan này, và họ đã chính thức tuyên bố cứng rắn là không có một quốc gia nào được xía vào chuyện Đài Loan cả luôn đất nước Mỹ. Cho nên trong thời gian vừa qua, ông Tập ông đã quăng cục lơ với chú Bảy, tại vì chú Bảy một mặt thì nói ok công nhận một Trung Cộng, một mặt thì bán vũ khí cho Đài Loan. Cho nên ông Tập ông giận cái điều này và ông đã quăng cục lơ chú Bảy, ông đã chiến tranh lạnh với chú Bảy rồi. Đó là cái nội dung thứ hai. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba liên quan tới đất nước Mỹ, đặc biệt là tình hình chính trị trên cái đất nước Mỹ này. Trong suốt thời gian vừa qua thì trên cái đất nước Mỹ này chúng ta có hai cái đảng lớn và chính thức trên cái đất nước Mỹ này, đó là Dân Chủ và Cộng Hòa. Có hai đảng thôi mà người dân Mỹ đã sắc bất sang ben, vì hai cái đảng này, đặc biệt là đảng Dân Chủ, nó đưa quyền lợi của tụi nó lên hàng đầu, nó tranh giành cái ghế, tranh giành chức vụ, ok, nó không có đưa người dân Mỹ và đất nước Mỹ lên hàng đầu. Cho nên trong suốt thời gian vừa qua, người dân Mỹ và đất nước Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề bởi những cái vụ tranh giành quyền lợi, tranh giành chức vụ, dân dân và dân dân, ok. Bây giờ đùng một cái vào ngày hôm qua, tại thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona, đúng một cái xuất hiện một cái đảng thứ ba. Và cái đảng này hiện tại bây giờ có mấy chục ngàn người rồi quý vị ơi. Mấy chục ngàn người đã tham gia vào cái đảng này. Cái đảng này nó gọi là cái đảng Liên Danh Đoàn Kết, gồm những cái thành viên của hai đảng họ tách ra và họ tụ hợp lại thành cái đảng thứ ba. Ok, tức là những người trong cái đảng thứ ba này là nó đến từ đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Họ mệt mỏi đảng Cộng Hòa, họ mệt mỏi đảng Dân Chủ, họ tụ hợp lại, họ tạo ra một cái đảng thứ ba. Và cái đảng này nó có cái tên là No Label, tức là sao? Không danh xưng, không có tên. Đặc biệt cái đảng này nó có cái tên đọc chưa? Không có tên. Thì hiện tại bây giờ cái đảng này nó có ít nhất trên 40 thành phố tại các tiểu bang ở Hoa Kỳ. Và con số cử tri ghi danh vào cái đảng này càng ngày càng tăng cao. Thì theo như thống kê cho biết, ít nhất từ đây đến năm sau thì nó sẽ có 50 tiểu bang, nó sẽ có rải rác 50 tiểu bang cử tri của cái đảng này. Và đây, cái mối lo ngại của đảng Dân Chủ và Cộng Hòa từ cái đảng này là như thế này. Ví dụ, người ta bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, ok, hai bên đang xích sao đúng không? Cái đảng thứ ba này thì nó không có bao nhiêu người, dĩ nhiên nó không đấu lại trực tiếp, nó không thể nào trực tiếp đấu lại với đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, nhưng nó có thể gây cái mối lo ngại. Ví dụ người cử tri của cái đảng thứ ba này có thể ồ ạt dồn vào phiếu cho Cộng Hòa, hoặc là ồ ạt dồn vào phiếu cho Dân Chủ. Cho nên bây giờ cái đảng thứ ba này, cho dù nó không mạnh, nó không lớn bằng đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, nhưng mà nó gây mối lo ngại cho hai cái đảng này, ai mà biết đường nó nghiêng về phía nào. Đó là tại sao cái đảng thứ ba nó xuất hiện, nó gây cái mối lo ngại cho Dân Chủ và Cộng Hòa, đặc biệt là gây lo ngại cho Tổng thống Trump và ông Biden. Tại vì theo như cuộc khảo sát cho thấy, cái cuộc tái đấu giữa ông Biden và Tổng thống Trump sẽ diễn ra vào năm sau đó quý vị ơi. Rồi sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ bảy, tôi đi cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình chính trị của đất nước Mỹ. Tôi đi cảm ơn quý vị rất nhiều nhé, đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này. Please, nếu thấy thông tin nó hay, bấm nút chia sẻ để bà con cùng nhau xem. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để chia sẻ kiến của quý vị đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Have a good day. Thank you.